Giờ đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Vũ Hải Bình An, mang số báo danh 249, học sinh của trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh. Và thưa quý vị, Vũ Hải Bình An chính là chị ruột của bé Minh Châu. Cô bé đã đến góp vui cho chương trình ngày hôm nay, cũng như là cổ vũ tinh thần cho chị gái của mình và tất cả các anh chị. Bây giờ thì Vũ Hải Bình An, sau khi mà mình xem tiết mục của Minh Châu đến đây biểu diễn để cổ vũ cho chính em cũng như là tất cả các bạn còn lại, thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ thưa cô, thưa ban giám khảo, thì trước khi xem thì em cũng hơi lo lắng nhẹ, nhưng mà sau khi xem xong thì em dường như được truyền một nguồn điện, một nguồn năng lượng mới, và em cảm thấy rất là tự tin và sẵn sàng cho phần trình bày của mình ạ. Và nếu đã như vậy rồi thì chị tin chắc rằng là ngay bây giờ chúng ta phải tiến hành ngay phần dự thi của em tại vòng bán kết hôm nay, đúng không ạ? Dạ. Ngày hôm nay thì em sẽ nói về chủ đề, đó là vấn nạn xâm phạm quyền trẻ em. Và để xem rằng là Vũ Hải Bình An sẽ nói gì về điều này thì xin mời quý vị sẽ cùng dành 3 phút để cùng lắng nghe phần dự thi của Bình An nhé. Sẵn sàng rồi đúng không Bình An? Dạ em sẵn sàng. 3 phút dành cho Bình An, bắt đầu. Kính thưa ban giám khảo, quý phụ huynh và các bạn học sinh, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Hải Bình An, học sinh của trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh. Hôm nay em rất vinh dự khi được đứng đây và chia sẻ về một chủ đề khiến rất nhiều người quan tâm và lo ngại, đó chính là vấn đề xâm phạm quyền trẻ em. Như chúng ta đã biết, ai cũng đã từng nghe câu nói trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Đây là một thông điệp rất ý nghĩa nhằm nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, những chủ nhân tương lai của thế giới. Vào năm 1989, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em được ra đời. Đây được coi như là một bản cam kết mang tính lịch sử đối với trẻ em trên toàn thế giới, giúp cho trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và thực hiện đầy đủ những quyền trẻ em. Trong suốt hơn 30 năm qua, trẻ em đã được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, thể hiện qua việc số trẻ em được đến trường tăng hơn 40%, số trẻ em mắc căn bệnh bại liệt, suy dinh dưỡng thấp còi được giảm gần như là đáng kể, và trẻ em có nhiều cơ hội hơn trong việc học tập, giao lưu và vươn ra ngoài thế giới, đặc biệt là đối với những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều trường hợp trẻ em đang bị xâm phạm đến quyền lợi của bản thân mình. Theo thống kê của UNICEF, mỗi ngày có hàng nghìn trẻ em đang bị bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục, xâm phạm đến thân thể. Và đặc biệt gần đây nhất, ở ngay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta, có một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Chính mẹ và cậu ruột của nạn nhân là những người trực tiếp xâm phạm đến thân thể, bóc lột sức lao động, và đặc biệt hơn cả là xâm phạm, lạm dụng tình dục với chính cháu ruột của mình. Đây được coi như là một lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta. Trẻ em là những người thật sự cần sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói của trẻ em để từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhất giúp cho trẻ em được phát triển lành, toàn diện một cách lành mạnh nhất. Và chính bản thân của mỗi bạn trẻ chúng ta cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ bản thân cũng như gia đình và bạn bè trước vấn nạn xâm phạm quyền trẻ em. Đó là phần trình bày của em. Cảm ơn ban giám khảo, quý phụ huynh và các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe. Chào cháu. Dạ, con chào chú. Một điều rất là hay là cháu cập nhật thông tin rất là nhanh. Dạ, cảm ơn. Gắn từ quốc tế trong nước về tới Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Dạ. Cái sự việc cháu vừa nêu ra phải nói là rất đau lòng. Mẹ và cậu ruột bóc lột sức lao động của chính những đứa con, những đứa cháu của mình. Dạ. Cũng may là bé gái trốn được. Từ đó là mới có, dạ, đúng mọi rồi người ạ, mới biết và dạ, ngăn chặn cái hành vi đó. Chứ nếu không thì có lẽ là các cháu nó tiếp tục cái con đường mà đi ăn xin để đem tiền về cho cậu và mẹ. Vậy thì nếu như cháu biết được cái sự việc đó, cháu có dám lên tiếng hay không? Nếu như
cháu bị cái người trong cuộc là người mẹ và người cậu đe dọa. Cháu là nếu cháu lên tiếng thì cháu sẽ bị thế này thế kia. Đặt trường hợp đó, cháu có dám lên tiếng để bảo vệ các em nhỏ đó hay không? Dạ, đương nhiên là có. Tại vì trẻ em là những người nằm trong danh sách những người dễ bị tổn thương nhất, cần được bảo vệ và quan tâm nhất. Đối với con, một đứa trẻ mới 14 tuổi thì chắc chắn con không thể giải quyết được vấn đề này. Con không thể giúp đỡ được các em bằng chính sức của mình. Nhưng con có thể nhờ sự hỗ trợ của người lớn, từ bố mẹ, từ những người xung quanh bên trong xã hội này, để giúp đỡ con cũng như là các em nhỏ bị xâm phạm đến quyền trẻ em ạ. Cảm ơn Bình An. Cô muốn hỏi Bình An một chút. Chúng ta nói về vấn nạn xâm phạm quyền trẻ em, thì những cái vấn đề như con nói về vấn đề bạo hành, rồi những vấn đề bóc lột sức lao động, rồi xâm phạm, rất là nhiều những vấn đề. Bây giờ mình quay trở lại cái môi trường nó gần với mình hơn đi. Yeah. Là cái trường học của mình đi. Yeah. Rồi cái trong cái ngôi nhà của mình đi. Thì bây giờ chia sẻ thật lòng ha. Con có đang cảm thấy rằng là cái quyền trẻ em của bản thân của con cũng đang có lúc bị xâm phạm không? Hay là con đang cảm thấy con được sống rất thoải mái và được rất tôn trọng rồi? Có thể chia sẻ cho cô được không? Dạ, con cảm ơn câu hỏi rất là hay của cô. Con cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình bố mẹ quan tâm, chăm sóc cho con từng ly từng tí một và cố gắng nhiều nhất để tạo cho con những điều kiện tốt nhất để con có thể phát triển một cách lành mạnh và toàn diện nhất. Nên là con cảm thấy là con đã và đang được tôn trọng, được bảo vệ quyền trẻ em của bản thân mình ạ. Vậy thì cô hỏi Bình An thêm một câu là ước mơ sau này của Bình An con muốn trở thành ai? Dạ, hiện tại đối với con muốn trở thành một lập trình viên, con muốn học giỏi tin học giống như mẹ của con. Và từ đó thì con cũng có thể, con được nghe nói là có một ngành rất là hay, đó là ngành an ninh mạng. Và con cũng có thể sử dụng những cái kiến thức của bản thân về công nghệ thông tin, từ đó ngăn chặn một vài những cái hành vi không hay, không tốt ở trên mạng xã hội. Giống như bạn Thành An đã nói là body shaming ở trên mạng xã hội, thì con cũng có thể một phần nào đó ngăn chặn được vụ những cái trường hợp tương tự như thế ở trên mạng xã hội. Thì cô thấy rằng là tuổi trẻ các con có rất nhiều những cái năng lực. Ví dụ như con đang chia sẻ con muốn trở thành người học giỏi tin, làm về công nghệ thông tin đúng không? Và ngày hôm nay cô thấy con đứng ở trên sân khấu, con thuyết trình như thế này, thì con cũng rất là có dáng của một nhà diễn giả, một người truyền động lực, truyền cảm hứng. Vậy thì cái chủ đề mà con nói hôm nay là cái chủ đề mà xã hội đang rất nhức nhối, và cái điều mà cô rất là quan tâm. Thế thì còn một cái nữa mà cô muốn chia sẻ thêm thôi với con, đó là cái quyền trẻ em bên ngoài những cái vấn đề mà chúng ta đã nói rồi. Nó còn có một cái quyền nữa mà cô mong rằng tất cả mỗi bạn sinh ra chúng ta đều nên ý thức, đó là cái quyền mình được sống cái cuộc sống của chính mình. Mình sinh ra, bố mẹ mình sinh ra, mình biết ơn vì điều đấy. Nhưng tuy nhiên như những cái con thấy những phần thi trước các bạn chia sẻ rồi, đôi khi bố mẹ muốn con mình sống một cuộc đời bố mẹ muốn, chứ không phải là cái cuộc sống của chính mình. Như con thấy may mắn, con được tôn trọng, con được sống với những ước mơ của mình. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng như thế. Vậy thì khi mình có những cái may mắn như vậy và mình nhìn bên cạnh có những bạn rất bị áp lực, đúng không? Không được sống cái cuộc sống mà mình muốn như vậy, thì cô mong rằng là cái việc con có thể giúp, đó là con lan tỏa bằng cách con có thể có những cái buổi nói chuyện như thế này cho nhóm hoặc chia sẻ với bạn bè, để làm sao mà những cái điều tốt đẹp nó được lan rộng, và để làm sao các bạn được ý thức hơn được cái quyền được sống. Thì khi các bạn ý thức được cái quyền các bạn được sống cuộc đời của chính mình, thì các bạn sẽ biết các bạn cần làm gì, nên làm gì. Cảm ơn con về phần trình bày vừa rồi. Dạ, cảm ơn ban giám khảo, quý phụ huynh và các bạn học sinh ạ.